Ok, xin chào quý cô chú anh chị. Hôm nay Bồn xin phép tiếp tục lên clip. Clip này là clip tập 35 ha. Bồn cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ Bồn thời gian qua. Thì thời gian qua Bồn cũng đập hộp livestream trực tiếp, mấy cái này đập hộp cũng được rất nhiều sự ủng hộ của quý cô chú anh chị. Thì hôm nay là Bồn một số cây Bồn đã vệ sinh rồi và test âm thanh làm clip lô này tập 35. Gần tới thì Bồn chúc mọi người nó mới phát tài ha, 2023 rồi. Ok, Bồn xin phép vô được cây đầu tiên luôn. Ok, Bồn xin phép giới thiệu cây guitar acoustic Julian ha, Banya in Japan, by nghệ nhân Kurosawa. Ok, tất cả thông tin là có ghi trên tem hết, làm theo giấy Western. Rồi, Bồn xin phép về ngoại hình trước ha. Ngoại hình thì là hơi xấu xíu. Ở trên đây là có những cái vết thâm nè, những vết thâm và cứng xíu. Rồi, không có nước bể ha. Này nó hơi thâm cái cứng xíu, theo năm tháng thôi. Rồi, đây là mặt tớp. Rồi, mặt tớp. Rồi, mặt bên hông, hông bên trái. Rồi, mặt đất đàn. Rồi, tiếp theo, hông bên phải. Đàn có chạy xước theo 5 tháng ha, mà không đứt bể. Rồi, mặt lưng đàn. Rồi, ok. Tiếp theo, cần đàn. Rồi, khóa đàn, zin bộ ha. Có cái tay quay, có tay quay này là bầm thay nè. Rồi, ok, không ảnh hưởng nhiều ha. Rồi, đầu đàn Julian. Rồi, phím sắt và phím gỗ. Phím gỗ chưa mòn. Phím sắt còn khoảng 95%, 90-95%. Ok. Rồi, ngay đây dơ xíu không ảnh hưởng ha. Cái này chùi ra hơi ấy xíu. Rồi, ok. Bồn xin phép đo action, đo cần đàn ha. Guitar acoustic. Rồi, đây là guitar acoustic ha. Rồi, có chữ acoustic. Rồi, ok, Bồn đo cần ngang 12 ha. Rồi, guitar acoustic ngang 12, dây 1. Đây, ngang 12 đây. Dây nằm dưới đỉnh mất xíu ha. Dây nằm dưới đỉnh mất. Rồi, ok. Tiếp tục, Bồn đo dây 6 ngang 12. Dây 6 ngang 12 đây. Rồi, nằm ở dưới đỉnh mất ha. Rồi, ok. Cái này cần, ok. Tiếp theo, Bồn xin phép là test âm thanh. Test âm thanh cây guitar acoustic Julian Banya in Japan. Bồn bán rẻ cây này giá 1.750.000 ha. Tại cây này nó không có đẹp bằng mấy cây kia, nhưng mà âm thanh thì không hề thua kém. Mời quý cô chú chị nghe âm thanh. Ok, Bồn xin phép giới thiệu cây guitar Lexus Hotaka model TG70, có chữ ký của nghệ nhân ha, năm 1971, Banya in Japan. Cây này thì khá là ngon.
Nhìn cái màu cũng rất là đẹp, nó xít ha. Ở đây thì có chày xíu, ở đây có chày xíu, không có nước bể ha. Rồi rồi, đây chỉ có chày xước thêm 5 tháng thôi, không có nước bể. Cái này trên 50 tuổi rồi, 51 tuổi rồi. Mặt tớp, mặt tớp cái này màu khá là đẹp ha, mặt tớp. Rồi ok, bên hông, hông bên trái. Rồi, mặt đít đàn. Rồi. Hông bên phải. Rồi, ok, mặt lưng đàn. Rồi, đàn có chày xước thêm 5 tháng nhưng không có nước bể ha. Rồi, cần đàn. Rồi, khóa đàn, zin một bộ. Đây, Hotaka, đầu đàn cũng khá là đẹp ha, cái đầu đàn quá đẹp luôn. Rồi, phím sắt và phím gỗ. Phím gỗ chưa mòn, phím sắt còn khoảng 85 tới 90%. Ok. Cây này cần kiết là khá là ngon. Ok, bọn xin phép đo action. Đo cần đàn cho quý cô chú anh chị. Rồi, guitar lát xít ha. Đây, guitar lát xít. Ok. Bọn đo ngang 12 ha. Guitar lát xít ngang 12. Rồi, đây. Ngang 12 đây. Nó nằm nằm ở mé dưới định mức ha. Rồi, ok. Cái này bấm 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 êm lắm. Hay vậy chứ bấm mấy ngang dưới êm lắm, rất là êm. Rồi, dây dây 6 thấp hơn định mức xíu ha, nằm mé dưới. Rồi, ok. Bọn xin phép test âm thanh cây guitar Lexus Fotaka năm 1971. Cây này bọn bán có giá là 2 triệu tròn. Cái này 2 triệu là rất là rẻ so với lại cây đàn với lại là cái âm thanh ha. Và giá trị đàn là rất là rẻ rồi. Rồi ok, mời quý cô chú anh chị nghe âm thanh. Cái này cũng khá là đẹp nữa, màu rất đẹp, đầu đàn cũng khá là đẹp đặc biệt. Rồi ok, cái này bơm bán rẻ 2 triệu thôi ha. Ok, bơm xin test, bơm xin phép test cây guitar Acoustic Yamaha FG420A ha, Yamaha FG420A. Rồi cái này là bơm đã vệ sinh rồi nè, đẹp, rất là đẹp, sạch sẽ hơn, mặt tớp là rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp mặt tớp. Rồi lưng và hông thì có nó hơi bạc nhẹ nhưng mà không nhiều ha, không ảnh hưởng nhiều. Cái này thì trong cái clip quay hộp bằng đã quay rồi đó. Vệ sinh đẹp sạch sẽ luôn, hiện tại là đẹp đẹp hơn là lúc trước ha, mặt lưng này còn mã giật luôn, FG420A. Rồi cần đàn, khóa đàn đẹp và sáng, zin một bộ, đầu cần đàn, phím sắc phím gỗ ok hết. Rồi bật xin phép đo action, đo cần trước ha, rồi bật test âm thanh. Ok,
chào. Xin phép guitar acoustic đây, guitar acoustic dây 6 và dây 1 bồn đo trên ngang 12 ha. Đây dây 1 ngang 12, dây 1 dây thấp hơn định mức. Rồi action khá là thấp ha, action đẹp. Rồi tiếp theo bồn đo action ngang 12 dây 6, ngang 12 dây 6, dây thấp hơn định mức luôn. Rồi ok, cần khá là ok. Rồi bấm xin phép test âm thanh ha. Tiếp theo bấm xin phép giới thiệu một cây guitar acoustic Yamaha ha. Cái này là Yamaha FG250F. Yamaha FG250F. Rồi. Xin phép quay ngoại hình. Đây là mặt top. Ngay chỗ này trước là chủ trước người ta có dán đề can ha. Bấm đã gỡ ra kiểm tra coi nó có đứt bể không. Không đứt bể ha. Mặt top. Rồi. Mặt hông, hông bên trái. Rồi. Hông bên phải, đàn có chạy xước theo năm tháng. Rồi, mặt lưng đàn. Ngay đây có còn mã siêu mã giật Yamaha FG250S. Rồi, ok. Cần đàn, khóa đàn xin một bộ, khóa đúc, trên từng khóa có chữ Yamaha. Rồi đầu đàn Yamaha. Rồi phím sắt và phím gỗ, phím gỗ chưa mòn, phím sắt còn khoảng 90%, khá là ok. Rồi ok, tiếp theo mình xin phép đo cần ha, đo action. Ok, bấm đo ngang 12 ha, guitar acoustic. Rồi, ngang 12, dây 1 ngang 12. Đây, dây thấp hơn định mức luôn. Rồi, ok. Tiếp theo, ngang 12, dây 6. Ngang 12, dây 6, dây thấp hơn định mức. Rồi, cần khá là ngon. Rồi, mời quý cô chú anh chị nghe âm thanh cây guitar acoustic Yamaha FG250S có giá 3,5 triệu. Cây này là bắt đầu là có âm hơi bội xíu, nên là khá ngon. Thank you.
khá ngon. Ok, bọn xin phép quay cây đàn guitar Kansas ha. Guitar Kansas. Đây, lưng ba mảnh. Vân cẩm rất là chi chít, rất là đẹp luôn. Cái này vừa mới vệ sinh lên, quá đẹp luôn. Sáng bóng liền lạc. Hồi trước ở đây có một miếng dán, giờ bồn đã gỡ ra, không có nước bể gì ha. Rồi, ok. Rồi, ok. Mặt tớp. Đây là mặt tớp của nó. Cây này đặc biệt là chỉ là cẩm xà cừ luôn nè. Chỉ với lại là chỉ lỗ đàn là cẩm xà cừ luôn. Đó. Rồi. Mặt tốt. Ok. Mặt bên hông. Hông bên trái. Mặt hông gỗ cẩm ha. Cái này mà mới vệ sinh lên khá là đẹp. Rồi, mặt đít đàn. Có chỉ đít luôn nè. Rồi. Rồi, hông bên phải. Ok. Tiếp theo, mặt lưng đàn. Cây này là còn siêu luôn. Trên clip livestream khui đập hộp là bờ mà có quay à. Còn siêu luôn. Sẽ quẹt ba mảnh. Đặc biệt cây này cẩm vân nó rất là chi chít ha. Cây này khả năng là cái gỗ của nó nhiều tuổi, nhiều năm. Rồi, tiếp theo cần đàn. Rồi, khóa đàn zin một bộ ha. Khá đặc biệt. Rồi, can sát. Rồi, phím đàn. Phím sắt và phím gỗ. Phím gỗ chưa mòn. Phím sắt còn 96-97% luôn. Còn khá là ok. Đặc biệt là ngăn 1, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 17 là có cẩm xà cừ đôi ha, khá là đẹp. Ngăn 1 và ngăn 9 là cẩm một cái nè. 3 5 7 3 5 7 12 là cẩm kép ha. Khá là đẹp, khá là ok. Đây là cẩm xà cừ ha, chứ không phải là dán lên ha. Rồi, ok. Tiếp theo bọn xin phép đo cần, đo action. Cây này guitar acoustic. Là guitar acoustic ha. Đây, guitar acoustic. Rồi, dây 6 và dây 1. Rồi, bộ xin phép đo ngang 12 ha. Đo ngang 12. Dây 1. Đây, quay gần. Quay gần cho quý cô chú anh chị coi. Nằm ở dưới định mức. Nằm ở dưới khá là nhiều luôn. Cây này đặc biệt cần rất là đẹp, rất là ngon. Cần gần như action của guitar điện nha. Bấm khá là êm, khá là nhẹ. Rồi, cái này phải nói là cần rất ngon. Rồi, dây 6, ngang 12. Đây, nằm ở dưới định mức hẳn luôn. Rồi, ok. Cái này cần quá êm, quá ngon. Rồi, cuối cùng bọn xin phép test âm thanh ha. Test âm thanh cây guitar Kansas. Lưng sẽ quẹt 3 mảnh. Vân cẩm khá là đẹp. Rồi, mời quý cô chú anh chị xem. Cái này giá 3,5 triệu. Âm phải nói là quá đã luôn. Âm cây này là giá dưới 5 triệu là gần như là không có. Rất là ấm, rất là êm luôn.
Rồi, ok. Bây giờ là hiện tại bây giờ là 2 giờ khuya ha. 2 giờ khuya bờ mới làm xong cái này. Rồi, cố gắng tại gần Tết thì cố gắng làm cho quý cô chú anh chị xong một phần gửi nữa. Gửi kịp vận chuyển mấy bữa nữa, gửi kịp cho trước trước Tết bên phía vận chuyển đang nghỉ Tết. Rồi ok, cây này là guitar Acoustic Yamaha, model là FG301. Model FG301. Dòng lưng sa quạt ba mảnh ha. Thì cái dòng này á, dòng Yamaha từ cái đầu ba này là bắt đầu là dòng tầm trung cao rồi. Trung cao trở lên rồi. Và cây này á, từ cái đầu ba này là cây này bắt đầu là top solid. Mặt top là gỗ thịt một miếng. Đó. Rồi ok. Bụt xin phép quay về ngoại hình ha. Cây này thì ngoại hình không quá đẹp, có chày xước theo năm tháng nhưng không có nứt bể, thì cũng gần giống như mấy cây kia thôi. Và cây này bọn bán giá khá là rẻ. Rồi mặt tớp, mặt tớp ha, bọn đã vệ sinh đánh bóng khá là đẹp liền lạc. Rồi mặt hông, cây này đặc biệt được cái mặt hông còn rất là đẹp nè, hông bên trái vân cẩm rất là đẹp ha, vân cẩm ha. Rồi hông bên phải, rồi mặt lưng đàn, đây là dòng mà Yamaha FG301, nhưng mà cái dòng sẽ quẹt ba mảnh là cái dòng mà cao cấp hơn là 301, cái loại hai mảnh ha. Hai mảnh là có một cái chỉ lưng thẳng xuống như này và chỉ có hai bên thôi. Còn này, cái này là cái loại ba mảnh là người ta làm là thủ công, là làm thủ công hơn cho nên là giá trị cao hơn. Cùng loại 301 cùng tem nhưng mà ba mảnh là giá trị cao hơn. Rồi ok. Ở đây á, là lúc trước có những cái miếng dán trong cái livestream độc hợp của bờm là có những cái miếng dán tiết cơn, thì là có khách là kêu bờm gỡ ra là coi ở bên trong có nứt bể gì không mà người ta dán lên ha. Thì ở đây là bồn gỡ ra hết và không có nứt bể gì hết. Rồi đàn chỉ có chày xước thêm 5 tháng thôi, cũ chày xước thêm 5 tháng tại vì là bồn giữ zin, không thay thế sơn sửa chữa cho nên là có chày xước thêm 5 tháng nhưng không nứt bể ha. Rồi ok. Rồi cây này là còn mã siêu mã giặt luôn nè, FG301 Yamaha. Rồi tiếp theo cần đàn, khóa đàn cây này là còn zin nguyên bộ ha. Từ cái dòng đầu ba này, từ cái dòng đầu ba này là khóa bắt đầu chuyển qua là khóa đúc và cái tay nắm là khá là to ha, tay nắm khá là to và dày. Đây trên mỗi khóa là có chữ Yamaha Japan hết. Rồi dòng khóa tốt ha, và cái này là bộ khóa còn đẹp, khóa zin ha. Rồi ok, tiếp theo Yamaha đầu đàn. Đây, nắp tay có cái hiệu Yamaha luôn. Phím sắt và phím gỗ. Phím gỗ thì là ngăn 1, 2, 3, 4, 5, hơi mòn xíu nhưng không đáng kể. Còn phím sắt thì là còn khoảng 95%, khá là ok. Đây. Rồi, ok. Về ngoại hình. Tiếp theo bọn xin phép đo cần đàn vá sành ha. Rồi bấm đo cần đàn Acoustic ngang 12. Đây Acoustic, guitar Acoustic ngang 12, dây 6 và dây 1. Rồi đây ngang 12 khá là thấp ha, dây rất là thấp so với định mức, nằm ở dưới luôn, gần như là action của guitar điện luôn, bấm khá là êm. Rồi tiếp theo dây sáo, dây sáo ngang 12 ha. Rồi dây sáo ngang 12 cũng nằm dưới định mức luôn, cây này action bấm rất là êm, cây này cần khá ngon. Rồi ok, cuối cùng là bòm test âm thanh.
Test âm thanh coi Yamaha tầm đầu 3, chuyển sang đầu 3 thì âm thanh nó như thế nào ha. Rồi ok, cây này bom bán giá là 4 triệu 6 ha, giá rất là rẻ và có thể là chỉ trong cái dịp sale gần Tết này thôi, còn sau này thì giá có thể thay đổi theo chiều hướng cao hơn ha. Còn bây giờ bom sale khá là rẻ, giá 4 triệu 6 và cây từ đầu 3 này á là dòng tầm trung với con cao, là bắt đầu là top solid, đàn nhạc top solid là có giá trị mà. Khá là kinh khủng, nó bầm chỉ đánh 1 giây, chỉ đánh 1 giây 6 cho vui có chính chị coi. Đánh chỉ phớt một cái dây 6 thôi mà âm thanh nó rất là lâu, giữ rất là lâu, action rất là chuẩn và cái rất là ok ha. Cái âm bass ấy, đặc biệt âm bass nó nghe rất là sâu kinh khủng à. Rồi ok, xin phép giới thiệu cây guitar Akkotis ha. Akkotis Gem J500A. Dòng cũng tương đối là cao của Gem. Thì đây là nguyên bản của khi mà bờm đập hộp khui ra, chưa có vệ sinh gì hết. Cái này gần như là mới sẵn, gần như là new gần gần 100% luôn á. New rất là cao. Và đặc biệt cái này dòng cao cho nên là mặt tớp là gỗ thạch nguyên tấm ha, tớp solid. Cái này gỗ thạch nguyên tấm, mặt tớp solid rất là dày luôn, nhìn cái quân nó cuộn vô ngay cái miệng đàn đó. Rồi về cần đàn và độ êm là rất rất là êm, rất ngon. Để bật quay chi tiết, đây là bầm chưa vệ sinh, chưa có lau chùi gì ha, mặt tớp, mặt hông, hông bên trái, rồi mặt đít đàn, rồi hông bên phải, rồi mặt lưng đàn đây, có thể nhìn ra đằng sau được luôn. Rồi cần đàn, khóa đàn, khóa đàn tất nhiên là còn rất là mới, rất là tất nhiên là khóa zin mà còn rất là mới ha. Dòng cao này cho nên là cái đùm tay khóa to nè. Rồi đầu cần đàn đây còn bụi luôn nè, bờm chưa có vệ sinh, chưa có lau chùi gì hết.
đó, đây là đẹp mới nguyên thủy luôn. Còn về cần đàn phím đàn thì là chưa có mòn luôn, chưa có mòn luôn, cả phím sắt và phím gỗ. Rồi rồi ok, tiếp theo mình xin phép đo cần đo sần ha. Rồi. Cần cái này thì phải nói là gần như là đàn guitar điện luôn, action khá là thấp và êm. Đây, guitar acoustic rồi, vòng đo ngang 12 ha, ngang 12 của acoustic như đây, còn ngang 12 của acoustic như đây. Rồi ok, ngang 12, ngang 12 di 1 đây, nó nằm nằm tốt ở dưới luôn. Action rất thấp nhưng mà bấm không bị rèn nha, action rất thấp nhưng mà bấm không có bị rèn. Rồi ok, tiếp theo dây 6 cũng nằm là dưới định mức luôn, nằm ở dưới luôn đó, nằm ở dưới hẳn luôn. Rồi ok, cái này cần thì khỏi phải chê rồi. Thiết kế thì cây này thiết kế cái ngựa, cầu ngựa cũng nhìn nó cũng kiểu giống như là cái đầu đàn ha, đó khá là hay, có thiết kế cái nén xuyên của Zen. Rồi ok, bấm xin phép test âm thanh cây guitar Acoustic Gem Z500 có kèm theo bao zin và giấy tờ như trong cái clip livestream bơm đập hộp đầy đủ hết. Ngoài giấy tờ có những cái khác như pin rồi ti này nọ. Rồi bấm xin phép test âm thanh ha. Dây này á, nhìn nó còn mới như vậy nhưng mà là vẫn là còn dây zin của theo đàn luôn, chứ không phải là dây bơm thay 30.000 bộ vô ha. Dây này dây zin của hãng luôn. Đặc biệt là rãi, nghe rất là rõ cái âm bội, nó rất là đã. Ok, mình xin phép giới thiệu cây guitar Lexus C300 ha, cây guitar Lexus huyền thoại C300, guitar Lexus C300. Đây, cây này là cây C300 đẹp nhất đó do bầm nhập về ha, cây này là đẹp nhất. Rồi ok, cụ thể đây là mặt tớp cây này đẹp, ở trên lúc livestream đập hộp thì là quý cô chú anh chị cũng đã thấy à, mặt tớp của nó
Rồi, mặt tớp. Rồi, tiếp theo mặt hông. Hông bên trái. Rồi, mặt đít đèn. Đặc biệt cái này vân, cái vân của nó đi rất là đẹp ha. Vân của nó đi rất là đẹp. Hông bên phải. Đây. Vân của nó đi mặt lưng quá đẹp luôn. Rất là đẹp sạch. Nhìn 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 soi ra làm sao được luôn. Rồi, cần đèn. Đó. Đây, khóa đèn. Yamaha dòng này là khóa vàng, khóa gold ha. Khóa zin một bộ. Khóa zin là khóa gold này. Đó. Đầu đèn. Phím sắt và phím gỗ là phím sắt với phím gỗ còn nguyên luôn. Chưa có mòn. Phím sắt phím gỗ chưa có mòn. Rồi. Về ngoại hình thì cây này xuất sắc. Ok. Tiếp theo bẩm xin phép đo cần, đo action. Bẩm xin phép đo cần, đo action. Rồi, Vita Lasit ha. Vita Lasit. Vita Lasit. Rồi, ok. Ngăn 12. Ngăn 12 giây Lasit là ngay cái thùng đàn ha. Rồi, bằng đỉnh mức ha. Bằng đỉnh mức, dây 1 bằng đỉnh mức. Rồi. Tiếp theo dây 6. Lasit là cần phải là, nếu mà bác nào chơi chuẩn Lasit á là phải cần action phải hơi cao tí. Đánh nó mới âm, nó mới tỉa, nó mới hay được. Rồi, đây là dây action dây 6 bằng đỉnh mức ha. Rồi. Hơn nữa là cây này là cái con ngựa nó còn nguyên zin nè. Còn nguyên zin và còn rất là cao luôn. Mình có thể xuống bất cứ khi nào. Còn rất là nguyên zin, còn rất là cao luôn. Đó. Rồi, tại vì bòn bán cho nên là để nguyên zin, không có mài, không có dũa thấp xuống hay gì hết. Bòn bán nguyên zin, còn cái nào muốn muốn êm á thì là mài xuống, mài ngựa xuống, bạn có thể mài dùm. Hoặc khách nào thích đánh đánh cao để cho cái âm nó lớn với lại tiếng nó nổ lớn á, còn action cao á thì là bờm để như vậy. Với bột đánh cũng thích action nó như vậy, âm nó nghe sẽ hay hơn. Rồi, ok, bọn xin phép test âm cây guitar Lasit Yamaha C300 có giá 7,2 triệu kèm headcap, kèm headcap zin ha. Rồi, ok, bọn xin phép nói luôn là dây này bọn thay là dây 30.000 bộ. Dây dây gần như là âm thanh tối thiểu luôn, dây rẻ nhất. Rồi. Cây này là tốp 6 lít ha. Cây này là gỗ, mặt tốp là gỗ thịt nguyên miếng. Xong tiếng chép thì khỏi chê luôn. Kết thúc clip ở đây, và cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi. Một lần nữa, ai chưa đăng ký kênh, người mới chưa đăng ký kênh xem, nếu mà yêu quý thì vui lòng cho bồng xin một đăng ký kênh và một like video để tăng đề xuất. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị.